Được thành lập từ năm 2007, công ty trách nhiệm hữu hạn cao su Đức Minh chuyên sản xuất gia công các mặt hàng phục vụ trong công nghiệp cao su và vận tải. Với các mặt hàng chính là màng hơi, lốp xe nâng, cao su bán thành phẩm, cuối cùng là cao su kỹ thuật có khả năng chịu nhiệt, cách âm, chống rung và ứng dụng đa dạng trong các ngành công nghiệp khác nhau. Sau hơn 10 năm đi vào hoạt động, công ty Đức Minh đã có những bước phát triển vượt bậc, từ doanh số xuất khẩu chỉ vài chục nghìn đô la Mỹ một năm đã tăng lên 1 triệu đô la Mỹ một năm. Ngoài thị trường nội địa, hiện tại một số sản phẩm của công ty Đức Minh đã được xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản. Khi tôi ra trường của Đại học Bách Khoa thì tôi về làm cho một công ty cao su lớn của Việt Nam là công ty cao su Mina. Và tôi phục vụ trong đó khoảng hơn 30 năm. Thì sau khi mà nhận thấy rằng cái sản phẩm của cao su Mina nó lệ thuộc vào một cái nguyên liệu, cái phụ tùng rất là đặc biệt phải nhập nước ngoài, đó là cái màng hơi. Và cái màng hơi đến bây giờ đó thì vẫn chưa có một cái nhà sản xuất nào sản xuất ổn định với chất lượng tốt. Thì tôi quyết định là thành lập cái công ty này để cung cấp cái màng hơi, làm cái bộ phận để mà làm lốp xe cho, trước hết là cho cao su Mina và cho các nhà sản xuất lốp của Việt Nam tại Việt Nam trong thời điểm bây giờ. Cao su thì hiện tại cũng có rất nhiều các nhà sản xuất và kể cả những sản xuất lớn lâu đời. Do đó thì tôi thấy rằng khi mà cạnh tranh với các sản phẩm bình thường đó rất là khó khăn, và tôi quyết định chọn cái thị trường ngách sản phẩm, một thị trường ngách và độ khó nó rất là khó, rất là chuyên biệt và ít người mạo hiểm để tham gia vào sản xuất cái sản phẩm này. Và sau khi tôi nghỉ cái công ty cao su Mina rồi thì tôi quyết định làm cái màng hơi và sau đó là làm cái lốp xe nâng, là bởi vì cái càng ngày cái sức lao động người công nhân mình càng cần phải giảm đi, và các nhà máy bắt đầu đầu tư nhiều cái xe nâng hàng để nâng hàng hóa và giảm thiểu cái việc bốc xếp của người công nhân. Đây là một thị trường có cái tính tương lai rất là tốt. Đó, tôi quyết định là thành lập một cái xưởng để làm thêm cái lốp xe nâng. Thực tế thì khi mà tham gia vào cái sản phẩm mà xuất khẩu thì tôi cũng chọn lấy cái thị trường và những sản phẩm hết sức là khó làm. Khó làm ở cái chỗ là làm thế nào sản phẩm đạt được cái tiêu chuẩn về an toàn và môi trường. Thứ hai là chất lượng làm sao ổn định. Và cái quan trọng nhất là phải làm sao giá rẻ. Thì rất nhiều người khi mà nói đến cái giá là họ bắt đầu họ khựng lại, bởi vì không thể nào làm cái sản phẩm này với cái giá rẻ được. Mà trong cái xu hướng toàn cầu á, thì cái sản phẩm mà càng ngày thì nó càng rẻ đi. Rất là chẳng hạn như những cái mà sản phẩm tôi làm phục vụ cho cái ngành điện gia dụng như là tủ lạnh, máy giặt, rồi máy lạnh, thì chúng ta thấy rằng các cái máy mà giặt chẳng hạn, máy tủ lạnh chẳng hạn, giá càng ngày càng rẻ. Thì những nhà cung cấp họ thì linh kiện cũng phải làm rẻ hơn. Thì tôi đáp ứng được cái yêu cầu của nước ngoài là giá phù hợp với lại cái mong muốn của họ, giá rẻ thì chúng tôi bán được. Cái khó khăn nhất là người ta yêu cầu là sản phẩm phải có đồng đều về chất lượng, ổn định về chất lượng. Cái khó nhất của Việt Nam mình là các nhà sản xuất thường thường trong quản lý rất khó giữ được cái chất lượng nó ổn định. Là thế nào được một lô hàng nó đồng đều hết, và lô này với lô sau nó cũng đồng đều. Thì cái đây là cái mà khó của chúng tôi, là làm thế nào để quản lý được cái nguyên liệu đầu vào, quản lý được cái công nghệ và quản lý được công nhân để mà sản phẩm nó ổn định. Thực tế là nguyên liệu cao su Việt Nam mình đó thì nhiều, nhưng mà một số cái sản phẩm nó lại không đòi hỏi những cái tính năng của cao su Việt Nam, mà nó cần hỏi những tính năng khác, ví dụ như là chịu dầu, chịu lão hóa, chịu ozone, thì cao su Việt Nam lại không đáp ứng được. Thì cao su Việt Nam chỉ đáp ứng được những sản phẩm trong nhà và chịu đàn hồi, thì cao su Việt Nam mình thích hợp cho làm lốp xe là nhiều nhất. Xác định mục tiêu là thị trường ngách ngay từ những ngày đầu mới thành lập,
Có thể nói đây chính là nước đi mạo hiểm nhất, đồng thời cũng là yếu tố quyết định đến thành công trong chiến lược kinh doanh và phát triển của công ty Đức Minh. Mặc dù sở hữu tiềm năng phát triển lớn, thế nhưng đây vẫn là một thị trường có tính đặc thù cao, với lượng khách hàng và nhu cầu tiêu thụ sản phẩm khá nhỏ. Có thể nói từ đó tối ưu lợi ích việc nắm bắt được nhu cầu thiết yếu của thị trường, thế cạnh tranh về giá cả và chất lượng dù cho đây là phân khúc đòi hỏi kỹ thuật cao, chính là bí quyết để tạo nên sự thành công của công ty Đức Minh. Là chúng tôi đang phải mua những cái thiết bị mới nhất của nước ngoài, thí dụ như là máy ép tim. Máy ép tim thì Việt Nam mình cũng không lớn như thế này, thì không có nhiều, cũng chỉ vài nhà sản xuất họ có thôi. Và cái máy ép hút chân không, là đây là những cái máy mà họ mới sản xuất đại trà, cung cấp cho thị trường cách đây khoảng độ 10-15 năm. Đây là những cái thiết bị tiên tiến nhất mà về ngành cao su mà chúng tôi có. Đối với cái màng hơi thì chúng tôi dùng cái công nghệ ép tim là injection. Đây là công nghệ mà mới phát triển khoảng độ hơn 10 năm nay. Đặc biệt là làm màng hơi đó thì mới áp dụng khoảng độ khoảng 7-8 năm ở các nước ngoài, và riêng cao su Mina và Việt Nam mình mới khoảng 5 năm nay mới có những thiết bị màng hơi như thế này bằng công nghệ ép tim. Đây là công nghệ mới, sẽ tiết kiệm được cái lao động từ 100% xuống chỉ còn có khoảng độ 30% lao động. Chất lượng nó tốt hơn và cái năng suất nó tăng lên gấp đôi. Sản phẩm của Đức Minh đó, nó có những cái ba vía, những cái lỗi hay là những cái sản phẩm thừa thì chúng tôi xử lý bằng cách là tái sử dụng lại, đưa vào những sản phẩm cấp thấp hơn và nghiền ra để mà trộn vào những cái sản phẩm để tất cả đều xuất khẩu hết. Và Đức Minh là đến bây giờ thì tất cả những cái sản phẩm mà chúng tôi làm ra đó đều có mục tiêu là không có phế liệu về cao su. Đây là sản phẩm ngách, mà nếu mà chúng tôi không làm thì bắt buộc các doanh nghiệp làm lốp ở Việt Nam phải mua ở nước ngoài. Trước đây cái lốp xe nâng là độc quyền cung cấp của Thái Lan và Đài Loan, thì tôi làm để thay thế dần cái hàng nhập khẩu. Cái ngành cao su này thì thực tế là nó là ngành hơi phức tạp, bởi vì nó khác với ngành nhựa. Ngành nhựa là chúng ta mua nguyên liệu về, chúng ta chỉ cần mua máy về chúng ta ép ra sản phẩm thôi. Ngành cao su là nó dính với pha chế, có nhiều loại chất lượng, có nhiều loại mục đích, thì chúng ta phải tự pha chế và tự phải làm đặt ra cái công thức riêng. Do đó cái ngành cao su này là một ngành khó, ít người họ tham gia vào cái ngành này. Thì muốn làm ngành này thì phải thứ nhất là có đam mê về pha chế, về đam mê về công nghệ hơn là cái phần kinh doanh, là bởi vì cái này nó lệ thuộc rất nhiều vào cái công thức chế biến. Và cái phương châm của Đức Minh là chất lượng ổn định và giá thành rẻ.